học sinh đang theo dõi chương trình Văn Lang Q&A series livestream tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh năm 2022 của trường Đại học Văn Lang. Và kính thưa quý vị phụ huynh và các bạn học sinh thân mến, và trong thời điểm mà chúng ta phát triển công nghiệp hóa thì hai chủ đề rất được quan tâm đó là về năng lượng và biến đổi khí hậu, và nắm bắt được xu hướng của các doanh nghiệp cũng như là định hướng phát triển trên các thị trường trên thế giới, thì các doanh nghiệp ngày càng ứng dụng nhiều hơn các công nghệ kỹ thuật để vào các công trình để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Và có thể nói rằng trong thời buổi công nghiệp hóa như hiện nay thì vai trò của kỹ sư thiết kế xanh và kỹ sư kỹ thuật nhiệt thì đóng một vai trò rất quan trọng. Và ngày hôm nay, Văn Lang Q&A sẽ kết nối với phụ huynh và các bạn học sinh với các chuyên gia để chúng ta cùng tìm hiểu những ưu thế của hai nhóm ngành này tại trường Đại học Văn Lang. Và có mặt tại trường quay ngay bây giờ, Giang Hân xin phép được trân trọng giới thiệu Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Kim Oanh, trưởng khoa môi trường trường Đại học Văn Lang. Xin chào các em học sinh, quý phụ huynh cùng các bạn đang xem chương trình. Và bên cạnh cô Anh, Gia Hân xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Lê Hùng Tiến, trưởng khoa kỹ thuật cơ điện và máy tính trường Đại học Văn Lang. Xin chào các em học sinh, thí sinh và quý phụ huynh đang theo dõi chương trình livestream về thông tin ngành thiết kế xanh và kỹ thuật nhiệt của trường Đại học Văn Lang, và hy vọng rằng sau cái buổi ngày hôm nay chúng ta có được những thông tin hữu ích về các ngành này. Dạ, em xin cảm ơn cô Anh và thầy Tiến ạ. Và cũng kết nối với các bạn thí sinh trong chương trình ngày hôm nay chính là hai thầy đến từ khoa môi trường và khoa kỹ thuật cơ điện và máy tính. Em xin phép được kết nối với tiến sĩ Huỳnh Tấn Lợi, trưởng ngành đào tạo tiến sĩ. Dạ, xin chào thầy Lợi và cảm ơn thầy Lợi đã tham gia chương trình. Thầy có thể gửi lời chào đến các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình ngày hôm nay được không ạ? Xin kính chào quý vị phụ huynh, các bạn học sinh cũng như các thầy cô đang tham gia cùng với mình trong chương trình Q&A của trường Đại học Văn Lang. Và mình hy vọng rằng là với những thông tin mình sẽ cung cấp trong chương trình ngày hôm nay, để có thể cung cấp các bạn những cái thông tin mà nó hữu ích để các bạn có thể lựa chọn những ngành nghề mà nó phù hợp với bản thân và định hướng trong tương lai của mình. Xin chào tất cả quý vị, các bạn. Dạ, xin chào, kính chào quý vị phụ huynh và các bạn học sinh thân mến. Tôi hy vọng rằng sau buổi ngày hôm nay, các bạn sẽ có một thông tin rất hữu ích về ngành kỹ thuật nhiệt và thiết kế xanh để các bạn có thể chọn được ngành phù hợp của mình. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, em cảm ơn tất cả các thầy cô và các bạn ơi. Mặc dù ngày hôm nay chúng ta kết nối online nhưng các bạn đừng lo lắng, tất cả các thầy cô đều rất sẵn sàng để có thể giải đáp những thắc mắc của các bạn. Và để bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay lại trường quay để gặp gỡ các thầy cô để chúng ta tìm hiểu cái nhìn tổng quan về hai ngành ngày hôm nay các bạn nha. Và năm 2020 thì trường Đại học Văn Lang là trường đại học đầu tiên tiên phong mở ngành thiết kế xanh. Và đối với các bạn học sinh trung học phổ thông thì nghe đến thiết kế xanh thì các bạn cũng không có thể nào hình dung rõ và sâu được là ngành học này các bạn sẽ được học gì và cơ hội ra sao. Thì em xin mời cô Anh sẽ giới thiệu tổng quan về ngành cho các bạn và giới thiệu đến các bạn những ưu thế đào tạo tại trường Đại học Văn Lang với nhóm ngành này ạ. Xin chào các em. Thì đối với ngành thiết kế xanh thì đó là một cái ngành mới. Văn Lang vừa bạn vừa mới chia sẻ đó, Văn Lang là cái trường tiên phong mở một cái ngành mới, đó là ngành thiết kế xanh. Do vậy nếu mà các bạn sợ cái thông tin về ngành thiết kế xanh thì nó khá là hạn hẹp. Tuy nhiên ở trên thế giới thì ngành thiết kế xanh là một cái ngành rất là phát triển. Thì nếu mà các bạn search những thông tin mà ở thế giới, ví dụ như là search cái cụm từ là green building hay là green design chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều những cái công việc, cái lĩnh vực mà nó liên quan tới thiết kế xanh này. Và ở Việt Nam mình thật ra cái năng lực này thì đã rất là cần và đã ứng dụng ở trong rất là nhiều các cái lĩnh vực, các cái hoạt động rồi. Tuy nhiên là ra một cái ngành nghề thì nó còn khá là mới mẻ. Thì đối với ngành thiết kế xanh thì là một cái ngành mà nó mang cái tính liên ngành rất là cao. Nó là sự kết nối giữa môi trường, giữa điện, giữa xây dựng, giữa kiến trúc. Nó là một cái sự gắn kết để thực hiện được một cái nhiệm vụ trọng tâm là làm thế nào để cho mình thiết kế được một cái sản phẩm mà nó mang cái tính bền vững. Tính bền vững ở đây thì các bạn hiểu đó là làm thế nào để cho bớt tiêu hao năng lượng, ví dụ như điện hoặc là xăng dầu chẳng hạn, hoặc là bớt tiêu hao sử dụng các cái tài nguyên
như là nước hay là các cái nguyên vật liệu để sử dụng trong một cái hoạt động sản xuất chẳng hạn. Thì vân vân, tất cả những cái hoạt động kiểu như vậy thì mình khi mà mình hỗ trợ được doanh nghiệp thì doanh nghiệp sẽ đem được những cái lợi ích rất là lớn cho doanh nghiệp khi mà mình thực hiện các cái hoạt động liên quan đến cái câu chuyện là xanh hay là bền vững. Thì quay lại vấn đề ở đây là cái ngành của mình là ngành thiết kế xanh. Thì ngành thiết kế xanh thì tập trung vào cái lĩnh vực là về thiết kế công trình. Nó mang cái tầm vóc là làm thế nào đó để cho nó bền vững hơn, cho nó sạch hơn. Tôi ví dụ như là các bạn sẽ thiết kế cái hệ thống nhiệt, hệ thống thông gió cho các cái building để làm sao để cho building mình ít cần phải sử dụng máy lạnh chẳng hạn. Hay là mình ít phải sử dụng quạt mà cái phòng ốc nó vẫn thoáng mát, đỡ tốn điện. Mình thiết kế như thế nào đó để cho một cái building nó đủ sáng, không cần dùng đèn hoặc là dùng ít đèn thôi. Mình thiết kế làm sao để cho người ta sử dụng nước tiết kiệm, dĩ nhiên là vẫn sử dụng một cách thoải mái nhưng mà tiết kiệm. Thì các những cái hoạt động như vậy á, nó bao hàm ở trong cái ngành thiết kế xanh. Thì nếu mà nói về cái ưu thế của trường đại học Văn Lang khi mà đào tạo ngành thiết kế xanh, thì các bạn hình dung là ngành trường Văn Lang là một cái trường đa ngành. Hiện nay đã có hơn 60 ngành đào tạo ở trường đại học Văn Lang. Thì những cái khoa như là khoa ngành như là ngành kiến trúc nè, ngành xây dựng, ngành kỹ thuật nhiệt, rồi ngành môi trường, vân vân, thì những cái ngành đó đã có lâu đời và đã có những cái danh tiếng mà các bạn đã thấy và đã tham khảo ở trong cái giai đoạn vừa rồi rồi. Thì cái ngành thiết kế xanh là hội tụ của những cái ngành đó vào trong một cái bức tranh về thiết kế xanh. Và như vậy thì Văn Lang sẽ có cái ưu thế để triển khai với một cái lực lượng giảng viên rất là hùng hậu, với cái cơ sở hạ tầng đã được đầu tư, thì các bạn sẽ rất là dễ dàng để học tập và thực hiện được, để đạt được cái mục tiêu và đạt được cái vị trí, đáp ứng được cái vị trí của thị trường. Thì ở đây thì đối với ngành thiết kế xanh thì một cái ưu điểm nữa trong đào tạo mà tôi muốn kể đến đó là cái việc mà mình số hóa, mình đưa các cái phần mềm vào trong các hoạt động giảng dạy. Thì ngồi kế bên tôi là có tiến sĩ Lê Hùng Tiến, là thầy đang là giám đốc của Autodesk Center chẳng hạn, hoặc là AIVR chẳng hạn, thì thầy đang nắm giữ rất là nhiều những cái chương trình, những cái phần mềm mà lồng ghép vào dạy trong cái ngành thiết kế xanh. Thì tôi xin nhường lời lại cho thầy Tiến để thầy Tiến giới thiệu thêm. Đây là một cái ưu điểm rất là lớn của cái ngành nghề mà được đào tạo nó tại Đại học Văn Lang, đó là ngành thiết kế xanh. Dạ, xin mời thầy. Cảm ơn cô Oanh. Chào các bạn thí sinh. Mấy bạn có thể nghe tôi cái thông tin về cái ngành gọi là thiết kế xanh. Nhưng nó rộng hơn nữa thì chúng ta có một cái thuật ngữ rất phổ biến, đó chính là green building, tức là công trình xanh. Nó liên quan tới thiết kế, thi công, vận hành. Thế thì trong cái chuyện mà về green building, nó có 5 cái lĩnh vực. Trong đó liên quan tới ví dụ như là cái địa điểm, cái công trình đó bền vững, người ta gọi là sustainable sites. Chúng ta lại nói tới chuyện là sử dụng nước một cách hiệu quả, water efficiency. Chúng ta nói năng lượng, sử dụng năng lượng một cách hiệu quả, giống như cô Oanh mới vừa trình bày xong, về energy efficiency. Liên quan tới chuyện là sử dụng vật liệu như thế nào trong cái công trình đó. Hay là kể cả trong một cái mà trong cái ngành nhiệt tôi sẽ có dịp trình bày cho các bạn ngay sau đây. Đó là liên quan tới indoor air quality. Thì ở trên thế giới trong green building, người ta quan tâm tới chuyện gọi là indoor environment quality. Do đó là lý do tại sao mà cái ngành thiết kế xanh hay cái ngành còn gọi là công trình xanh là một cái ngành mà đang rất nóng. Nó chính giống như cô Oanh nói hồi nãy là sự hội tụ của kể cả kiến trúc, kết cấu, cơ điện và kể cả trong cái ngành môi trường. Và đó lý do tại sao nó nằm ở cái khoa môi trường. Và chúng ta cũng giống như cô Oanh nói hồi nãy, tức là Văn Lang hiện nay đã có cái trung tâm đào tạo Autodesk, cấp chứng chỉ Autodesk là một cái tập đoàn đồ họa kỹ thuật hàng đầu của thế giới, đứng số 1 thế giới có thể nói là như vậy. Và kể cả Văn Lang cũng đã đầu tư cái phòng thí nghiệm thực tại ảo. Thì với những cái điều kiện kỹ thuật, công nghệ như vậy thì chúng ta mới dám nói tới một cái ngành rất là cao cấp. Và nó hội tụ của tất cả, của nhiều cái ngành vào đó, tức là kiến trúc, kết cấu, cơ điện, kể cả xây dựng cái mô hình ảo đó như thế nào. Thì các bạn biết rằng cái ngành này hiện nay nhu cầu của các tập đoàn trên thế giới tuyển dụng thì đang rất lớn. Ngay cả ở Việt Nam thì chúng tôi cho đến giờ phút này có những đơn vị đặt hàng, chúng tôi cũng không có người để đáp ứng cho họ, gửi cho họ đi làm.
Cho nên một cái câu rất là thường xuyên mấy bạn hay hỏi khi tư vấn tuyển sinh là em học ngành này có dễ kiếm việc làm hay không, thì chúng bạn hiểu một cái chuyện như thế này, là chúng tôi thường hay nói này nè, các em được mặc định giải quyết chuyện làm, mà thật ra thì cho đến những ngày chúng ta không có đủ người để giới thiệu cho các doanh nghiệp, thì tôi xin phép đề cập vắn tắt giống như vậy thôi. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của hai thầy cô. Thì đó là về ngành thiết kế xanh. Thì em không biết là đối với ngành kỹ thuật nhiệt là một ngành mà thầy đã gắn bó rất là nhiều năm rồi và cũng đồng hành với các bạn sinh viên cũng như các bạn học sinh trung học phổ thông, thì thầy có thể nói rõ hơn để các bạn hiểu là cái vai trò của ngành kỹ thuật nhiệt trong đời sống hiện nay như thế nào, và chương trình đào tạo của trường mình thì có điểm gì nổi bật ạ? Xin phép tôi đề cập mấy bạn nghe một cái tên gọi là kỹ thuật nhiệt đó, chúng ta nghe cái tên nó như vậy có thể là chúng ta không hiểu được, hay là đứng dưới góc độ là chúng ta không hiểu sâu được bên trong cái ngành đó như thế nào. Nó có nhiều cái tên gọi khác nhau, trong đó chủ yếu của nó là cái ngành gọi là cơ khí năng lượng. Thì trong cái ngành này thì hiện nay là Văn Lang đã đến đào tạo nước, hy vọng là sẽ gặp được các bạn ở khóa 28 ở trường Đại học Văn Lang. Thì các bạn biết này, sinh viên của ngành này là 100% có việc làm một năm trước khi ra trường, nên chúng ta không bao giờ có cái chuyện là phải đi xin việc cả. Cho đến ngày phút này thì trong đó chúng ta có hai cái mảng, một lát nữa chắc là thầy Tuệ sẽ trình bày rõ hơn về chuyện đó. Tức là chúng ta có cái mảng gọi là nhiệt lạnh và nhiệt nóng, tức là trong cái mảng tạm gọi dân giả là như vậy. Thì ví dụ như trong này mấy bạn học gì? Cơ, tức là cơ khí nhưng mà cơ khí năng lượng. Thứ hai nữa là nói về nhiệt, tức là trong đó chúng ta tính toán thiết kế những hệ thống điều hòa không khí, thông gió cho các cái phòng sạch bệnh viện chẳng hạn, các hệ thống lắp ráp chip của các nhà máy, hay là chúng ta có những cái nhà máy nước đá, các hệ thống cấp trữ đông làm lạnh sâu, đó là cái mảng lạnh. Còn một cái mảng nữa đó chính là mảng nhiệt nóng, và cũng chưa được khai thác đúng mức, đó chính là liên quan tới nhà máy nhiệt điện, lò hơi, hệ thống máy sấy đó, hay là chúng ta thấy là những cái hệ thống sưởi vân vân. Thì trong các cái khóa, những cái khóa sinh viên trước đây là những bạn hiện nay khá là thành đạt, sống với là cái ngành nhiệt, và các bạn đã trở thành những cái doanh nghiệp lớn, và thậm chí là hàng năm các bạn đó vẫn quay về trường, hay là kể cả là xin tuyển dụng những đàn em đi sao. Mà thật sự mà nói với các bạn là cái nhu cầu nó rất là lớn và chúng ta không đủ người để giới thiệu. Đó là lý do tại sao mà tôi vẫn hay nói là nè, khoa nhiệt lạnh, khoa cơ điện máy tính, ngành nhiệt lạnh của Đại học Văn Lang là cam kết giải quyết chuyện làm từ trước đến giờ, là giải quyết 100% cho các bạn. Mấy bạn không cần lo về việc làm, và thực tế là chúng ta không đủ người để giới thiệu đi làm. Nhưng mà cái lớn nhất mà các bạn học ở cái cửa ở Văn Lang, ở cái khoa cơ điện và máy tính, đó không phải là đi học một để chỉ học cái ngành nhiệt lạnh, mà chúng ta vẫn hay nói với sinh viên là tìm một sự nghiệp, không tìm một việc làm. Tức là việc làm thì rất là đơn giản đối với các sinh viên, nhưng để phát triển một sự nghiệp lâu dài thì đó là cái hướng lớn mà các bạn nên học, và hy vọng là gặp lại các bạn ở K28 của Đại học Văn Lang. Sinh viên của Văn Lang cũng như có nhiều năm học tập tại Thái Lan và Nhật Bản, thì em nhờ thầy có thể chia sẻ đến các bạn học sinh là ưu thế của ngành này trên thị trường lao động hiện nay như thế nào, và vị thế của nhóm ngành thiết kế xanh cũng như là nhóm ngành môi trường trong khu vực hiện nay ra sao ạ? Em nhờ thầy.
Xin cảm ơn câu hỏi của MC Gia Hân. Thì mình cũng xin phép trả lời câu hỏi này và hy vọng là những cái thông tin mà mình sẽ cung cấp sẽ có thể giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cái xu thế ngành nghề của cái nhóm ngành thiết kế xanh và rộng hơn nữa đó là cái nhóm ngành môi trường. Thì sau những cái quá trình mà mình học tập trong cái nhóm ngành môi trường cũng như là đi du học ở khu vực Thái Lan và cũng như là Nhật Bản thì mình nhìn thấy được những cái vấn đề hiện nay tất cả mọi người đang rất quan tâm về câu chuyện là môi trường như thế nào và sẽ phát triển ra làm sao và cũng như là các công trình xanh sẽ được thiết kế như thế nào và nó sẽ được phát triển nhằm đáp ứng với cái câu chuyện đó là tăng trưởng xanh hay là phát triển bền vững của xã hội. Thì tính tới năm 2012 thì chính phủ Việt Nam đã ban hành về cái chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và cũng như hiện nay tất cả các nước trên thế giới đang theo đuổi cùng cái mục tiêu đó là mục tiêu phát triển bền vững. Vậy thì công trình xanh đóng góp gì vào những vấn đề này? Thì công trình xanh nó đã giúp cho chúng ta có thể nhìn hình dung được một câu chuyện đó là những cái tòa nhà cao ốc ngày càng được phát triển, được ngày càng được xây dựng với tốc độ nhiều hơn, các công trình được xây dựng nhiều hơn để phục vụ cho các hoạt động đời sống của con người. Vậy thì câu chuyện dẫn đến đó là những cái yếu tố bên trong của nó bao gồm nước, bao gồm chất thải, bao gồm điện, bao gồm cả chất lượng không khí như thầy Tiến vừa đề cập, indoor environmental air quality. Vậy thì những vấn đề này sẽ được giải quyết như thế nào? Và đặc biệt hơn nữa đó là những chuyên gia về môi trường, những người làm về công tác quản lý công trình xanh sẽ giúp cho những doanh nghiệp, giúp cho những người tòa nhà này được xây dựng nên theo những cái tiêu chuẩn về công trình xanh của thế giới. Và hiện nay cái nhu cầu xu hướng về việc làm trong cái nhóm ngành môi trường cũng như là nhóm ngành công trình xanh đang là một trong những ngành thực sự thiếu nhân lực, kể cả những nước tiên tiến như Thái Lan và kể cả Nhật Bản. Và các bạn biết rằng ở Nhật Bản hay ở Thái Lan thì cái nhóm ngành này thì cái lương đầu ra của các bạn sinh viên á là rất là hợp lý, rất là phù hợp với những cái gì các bạn sẽ phải trải qua. Nó cực và nó có sự đóng góp cho xã hội và nó có cả đóng góp cho cả những doanh nghiệp mà đang hướng đến cái câu chuyện đó là phát triển bền vững. Nên hy vọng rằng là những cái xu hướng ngành nghề của tại Thái Lan hay là tại Nhật Bản hay các nước trên thế giới đang hướng về câu chuyện phát triển bền vững sẽ là một câu chuyện thiết thực ở Việt Nam và các bạn sẽ là một người trong những đón đầu được những xu hướng này và các bạn sẽ có được những cái lựa chọn thích hợp và phù hợp với lại bản thân mình để phát triển trong tương lai. Cái ngành mà nó rất là hấp dẫn, phải nói thẳng là như vậy, và đó là một cái ngành mà Văn Lan đào tạo rất là tiến tâm. Thì nói đơn giản là trong một cái thời gian dài thì sinh viên Văn Lan tôi không có đồng ý cho các bạn đã đi thi một cuộc thi nào cả, nhưng mà vừa rồi trong các cuộc thi toàn bộ của các trường đại học kỹ thuật từ Nam ra Bắc, kể cả những cái trường rất tiến tâm như là Bách khoa Hà Nội, Bách khoa Đà Nẵng, Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh v.v. thì trong 96 đội đó thì Tuệ là cái người hướng dẫn cái đội đoạt giải nhất của cái cuộc thi thiết kế giải pháp toàn diện điều hòa không khí của Panasonic. Thì một bác nữa thì Tuệ sẽ chia sẻ với các bạn. Các bạn đó trình bày bảo vệ đề tài trước các chuyên gia của nước ngoài, chuyên gia của tập đoàn Panasonic bằng tiếng Anh. Thì đây là một cái chuyện mà đối với ngành nhiệt thì 100% là các bạn là được đào tạo giáo viên làm là một. Nhưng thứ hai nữa là những công cụ hiện đại nhất là được ứng dụng vào đó. Cho nên là chắc là nhường lời cho thầy Tuệ chia sẻ với các bạn.
Em xin được phép kết nối với thầy Tuệ để thầy có thể chia sẻ nhiều hơn với các bạn thí sinh đang theo dõi chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ, xin chào các bạn ạ. Thì về vừa rồi thì sinh viên khoa nhiệt lạnh đã đi thi cuộc thi giải pháp toàn diện về điều hòa không khí của Panasonic. Thì trong chương trình đó thì các thí sinh được giao nhiệm vụ là thiết kế một cái hệ thống điều hòa không khí và đưa ra các giải pháp để thiết kế cái công trình này. Và sau đó các bạn lên trình bày và bảo vệ trước hội đồng là ban giám khảo. Ban giám khảo là những vị tư vấn thiết kế nổi tiếng của Panasonic và những kỹ sư của Panasonic. Và cuối cùng thì các bạn Văn Lang của chúng ta đã giành giải nhất. Điều đó chứng tỏ là một cái điều rằng là Văn Lang nhiệt lạnh của Văn Lang có thể đào tạo ra những kỹ sư đi về tư vấn thiết kế. Và có thể là các bạn sẽ trở thành một tư vấn thiết kế giỏi trong tương lai. Dạ vâng. Hồi xưa thì ví dụ như mình vẽ thiết kế công trình chẳng hạn bằng tay,
thì bây giờ mình dùng máy, rồi mình có các cái phần mềm để mình mô phỏng, mình tính toán, vân vân, thì các cái phần mềm đó bên thầy Tiến đang nắm giữ trong tay hơn 100 cái phần mềm. Thì bên cạnh các cái phần mềm mà bắt buộc phải có trong chương trình thì các bạn có thể học một loạt các cái phần mềm khác nữa để bổ sung thêm, làm tốt hơn cho cái nghề nghiệp của mình. Ngoài ra đó thì đối với trường học Văn Lang thì các bạn còn được học những cái kỹ năng để phát triển các cái tư duy, như là kỹ năng phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, hoặc là các cái kỹ năng lãnh đạo chẳng hạn, hay là các cái tư duy để mình sáng tạo, mình hội nhập vân vân. Thì thông qua đó thì các bạn thấy là mình sẽ bắt kịp và mình sẽ đón đầu đi trước. Đối với cái ngành này thì phải gọi là đi trước, bởi vì mình đang dẫn đầu, mình là người tiên phong mà. Và để cái cuối cùng mà để mà mình thực hiện được các cái điều đó một cách hoàn hảo đó, thì trường Đại học Văn Lang đã trang bị cho các bạn trình độ tiếng Anh, và cái yêu cầu đầu ra hay là chuẩn đầu ra tiếng Anh của trường Đại học Văn Lang là 6.0, và cả trường luôn chứ không chỉ có ngành kinh tế xanh đâu. Và thông qua cái trình độ tiếng Anh như vậy thì mình cũng thấy là cái cơ hội mà hội nhập của mình để đi trước cái xu hướng của xã hội Việt Nam và bất kỳ cái xu hướng của xã hội thế giới là nó nằm trong tầm tay. Thì đó là những cái mà trường Đại học Văn Lang cũng như là của khoa, của ngành trang bị cho các bạn khi mà các bạn học ngành thiết kế xanh. Dạ, em cảm ơn chia sẻ rất là chi tiết của cô Oanh. Và Gia Hân có thấy là bên dưới phần bình luận thì bạn Thanh Mai cũng có hỏi về chương trình học. Thì Gia Hân hy vọng rằng là với phần chia sẻ của cô Oanh vừa rồi, thì nếu Thanh Mai vẫn còn đang theo dõi chương trình thì em có thể gỡ rối cho mình em nha. Và bây giờ đúng như tên gọi của chương trình là Văn Lang Q&A, thì Gia Hân sẽ bắt đầu truyền tải những câu hỏi mà các bạn đang để phía bên dưới phần bình luận đến các thầy cô. Ở đây có một bạn tên là Đỗ Ánh Tuyết, và bạn có hỏi là cho em hỏi trong quá trình học ngành kỹ thuật nhiệt, sinh viên được đào tạo những gì, khoa có áp dụng sản phẩm trí tuệ nhân tạo hay là phần mềm chuyên ngành vào chương trình đào tạo hay không ạ? Dạ, em mời thầy Tiến. Rồi, cảm ơn Gia Hân, cảm ơn bạn Ánh Tuyết, là câu hỏi rất là hay, rất là hay. Tức là khoa kỹ thuật cơ điện và máy tính, trong đó cái ngành kỹ thuật nhiệt thì hiện nay là luôn luôn cập nhật những cái công nghệ mới. Và để nói cho các bạn yên tâm như thế này, bạn quan tâm đến việc làm á, thì sau này các bạn học ngành thiết kế xanh, mấy bạn học tới cái ngành kỹ thuật nhiệt, mấy bạn có thể kiếm tôi giải quyết việc làm cho các bạn. Tôi đó là một cái lời hứa, tôi giải thích chi tiết như thế này nè. Trong cái ngành kỹ thuật nhiệt của mình á, thì trong cái năm đầu tiên mấy bạn biết là mỗi sinh viên đều có những cái laptop, nó không phải là cần gì mới đâu. Nhưng đó là một cái công cụ đủ mạnh để trang bị những cái phần mềm. Thường thường mấy bạn có khoảng trong tay, trong năm đầu tiên khoảng ngoài kiến thức nền tảng, ngoài cái chuyện tiếng Anh, thì các bạn học khoảng 7 đến 8 phần mềm. Những phần mềm thật sự mà bên ngoài đi làm rất là cần thiết. Bạn có thể dựng một cái mô hình 3D của một cái hệ thống cơ điện lạnh, rồi mấy bạn có thể chạy mô phỏng tiến độ vân vân. Còn cái chuyện AI như thế này là vừa rồi có một bạn, có hai bạn là K23 mới vừa ra trường, thì các bạn ứng dụng cái đề tài là như này, là ứng dụng cái trí tuệ nhân tạo để xác định cái vị trí đặt cái hệ thống máy lạnh ở trong cái công trình đó. Nghe thì nó rất là đơn giản, nhưng thực sự là chúng ta cần ở trong cái môi trường đó. Tức là chúng ta nói về cái chỉ số tiện nghi về nhiệt, tức là chúng ta đặt cái máy lạnh như thế nào, nhưng tức là trong hệ thống lạnh lớn thì đó chính là đặt cái miệng gió, cái air terminal, là một cái bài toán mà bên ngoài đang rất quan tâm. Thì đó là một cái bài toán thiết thực. Thì các bạn dùng trí tuệ nhân tạo, mấy bạn xác định xem là nhiệt độ nè, chỉ số tiện nghi về nhiệt nó tổng hợp bởi nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió và độ trong sạch của không khí nữa. Thí dụ giống như vậy thì đặt cái máy lạnh ở chỗ nào để cho cái người ở trong không gian đó, có những người họ cảm thấy tiện nghi về nhiệt, họ không cảm thấy quá nóng bức. Thì trong bốn cái cột trụ của khoa học, thì trong hai cái cột trụ mà nói liên quan đến 4.0 đó là về kỹ thuật tính toán, computation, hay là chúng ta gọi là computational science, là khoa học tính toán, và trí tuệ nhân về khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, thì khoa kỹ thuật là áp dụng cho các ngành nghề, đặc biệt là cho cái ngành kỹ thuật nhiệt. Cho nên là cái việc làm chỗ này nó rất là nhiều các bạn. Cho đến giờ phút này, những cái công nghệ hiện đại đó, từ chuyện dựng mô hình 3D, chạy tiến độ công trình 4D, cho đến chuyện thiết kế bền vững 5D, 6D, 6D đó là tính toán vân vân, và kể cả chuyển giao vận hành, thì chúng ta có tất cả những thứ đó. Vì nếu không có những cái phương tiện và công nghệ hiện đại giống như vậy mà nó được hội tụ ở thời điểm hiện nay, thì chúng ta sẽ không dám để phát triển tiếp một cái bước của ngành kỹ thuật nhiệt để thành một cái gọi là công trình xanh.
Bởi vì cái đó nó rất là tốn thời gian. Thì tôi cũng muốn nói với các bạn một cái thông tin như là cách đây 8 năm là một cái bạn, hai bạn sinh viên của khoa lúc đó năm thứ 3, thì các bạn làm cách đây 8 năm mấy bạn làm 14 triệu một tháng. Tức là lúc là còn là sinh viên. Nhưng mà sau này thì các bạn đã trở thành những chủ, những cái doanh nghiệp riêng của mình. Và những cái việc làm như vậy là rất là nhiều. Nghe thì nó lạ, nhưng mà chính là những cái mà vô cùng thiết thực và việc làm nó rất là nhiều. Và tôi nhắc lại cái câu là nếu các bạn vào ngành nhiệt hay là các bạn vào cái ngành mà thiết kế xanh hay chúng ta gọi là công trình xanh đó, thì các bạn sau này các bạn cần việc làm lúc các bạn ra trường hay là trước khi ra trường các bạn có thể kiếm tôi, đó là một cái lời hứa. Dạ, em cảm ơn lời hứa của thầy và hy vọng là các bạn có nghe được lời hứa của thầy thì cứ mạnh dạn tự tin đăng ký vào ngành thiết kế xanh hoặc là ngành kỹ thuật nhiệt các bạn nha. À, và bây giờ thì Giang Hân sẽ được tiếp tục truyền tải các câu hỏi của các bạn đang gửi về chương trình. Em có thấy bạn Phúc An đặt câu hỏi là cơ hội việc làm ngành thiết kế xanh có rộng mở hay không ạ? À? Dạ, câu hỏi này chắc là em mời thầy Lợi sẽ tư vấn cho các bạn ạ. Cảm ơn câu hỏi của Giang Hân và cảm ơn câu hỏi của Phúc An. Về cơ làm của ngành thiết kế xanh thì phải thật sự mình phải khẳng định một chuyện, đó là bây giờ thật sự rất thiếu nhân lực các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì hiện nay các công trình xanh, những tập đoàn mà đang mong muốn thiết kế những cái công trình mà đạt được chứng chỉ về công trình xanh á, họ đang rất cần những người am hiểu làm thế nào để thiết kế thành được một cái công trình xanh và làm thế nào để vận hành cái công trình này. Thì các bạn có thể làm ở một số cái vị trí công việc như sau, ví dụ như là kỹ sư thiết kế và thi công công trình xanh. Và ở cái vị trí này đang được các tập đoàn đa quốc gia liên quan tới câu chuyện xây dựng đang được tuyển dụng rất là nhiều. Ví dụ như là mình có thể kể đến là công ty Kobeco Eco Solution, công ty Oricon của Úc các bạn ha. Thì vị trí thứ hai mà mình có thể kể đến, ví dụ như là vì các bạn có những cái kiến thức nền tảng của những cái khối ngành bao gồm từ cơ điện, bao gồm từ năng lượng, bao gồm cả kiến trúc, bao gồm cả xây dựng, cả môi trường, thì những vấn đề này các bạn đều ở những vị trí này các bạn đều có thể đảm nhận được, nhưng ở mức độ nào đó. Ví dụ như ở kỹ sư môi trường thì các bạn có thể làm việc tại các công ty bao gồm xây dựng và vấn đề môi trường. Hiện nay các công ty này đang rất thiếu nhân lực và mỗi năm, hàng năm các công ty này luôn luôn liên lạc với lại khoa để tìm nhân lực nhưng vẫn thiếu các bạn. Cái thứ ba mà các bạn có thể làm đó là kỹ sư quản lý và giám sát công trình tại các tòa nhà, tại các trung tâm thương mại, các hệ thống khách sạn, bệnh viện và các nhà máy doanh nghiệp liên quan đến câu chuyện đó là năng lượng, tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm nước và vấn đề xử lý chất thải. Và cuối cùng đó là các chuyên gia về dự án công trình xanh, làm sao các bạn có thể tư vấn cho doanh nghiệp đó để đạt được chứng chỉ và làm sao các bạn có thể phân tích được dữ liệu để nâng cao được cái việc đó là sử dụng hiệu quả năng lượng cũng như là nước và các nguồn tài nguyên khác ở trong tòa nhà. Đó là những cái vị trí công việc mà các bạn có thể làm. Và chúng tôi khẳng định lại một lần nữa, những ngành này đang thật sự rất thiếu nhân lực và các bạn ra trường và các bạn có thể đạt được những vị trí và ở mức lương mà các bạn có thể xứng đáng nhận được. Dạ, em cảm ơn phần trả lời của thầy. Và tiếp theo thì có một câu hỏi khá là thú vị, em xin phép được truyền tải câu hỏi của bạn Nguyễn Huỳnh Như. Bạn Huỳnh Như có hỏi là: em chào thầy cô, em đang quan tâm đến ngành kỹ thuật nhiệt, cho em hỏi là con gái có học được ngành này hay không, và khi học ngành này tại trường thì có được thực hành nhiều không, và cơ hội việc làm của ngành kỹ thuật nhiệt thì như thế nào? Với câu này em xin được kết nối với thầy Tuệ ạ. Nãy giờ thì thầy Tiến cũng có nói rất là nhiều về cơ hội việc làm rồi, vậy thì cái ý là nếu mà là nữ thì có học được ngành này hay không, thì em nhờ thầy có thể gỡ rối giúp bạn ạ. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Hiện nay thì bạn biết rằng ở trong ngành dịch của Văn Lang thì cũng khá nhiều bạn nữ đang theo học. Thì bạn biết rằng khi chúng ta học kỹ sư và nhiệt thì chúng ta sẽ là một cái người, sau khi tốt nghiệp sẽ là một người tư vấn thiết kế công trình, hoặc là chúng ta ngồi phòng máy, chúng ta vẽ, hoặc chúng ta thiết kế hoặc mô phỏng năng lượng cho công trình đó. Cho nên rằng các bạn nữ hoàn toàn có thể theo học cái ngành này. Và bởi vì rằng bạn biết rằng là trong những năm trước thì, và hiện tại cũng khá nhiều bạn nữ đang theo học ở đây. Dạ vâng, thì hoàn toàn phù hợp với các bạn nữ ạ. Dạ, em cảm ơn thầy Tuệ ạ. Và để cho các bạn nữ mình thêm an tâm thì em mời thầy Tiến có thể chia sẻ thêm với các bạn về các cái lứa học sinh mình, các bạn sinh viên nữ của khoa mình ạ. Dạ. Cảm ơn Gia Hân, cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì tôi xin phép bổ sung như thế này nè. Cái ngành nhiệt của Văn Lang nó đào tạo rất là đặc biệt. Tức là
nó rất là phù hợp với nữ. Thì bạn phải phân biệt như thế này nè, cái ngành kỹ thuật nhiệt đó, trong đó ở ngoài đây chúng ta thấy một cái hình ảnh, tức là nó có ba cái cấp độ. Một là tư vấn thiết kế, đó là mục tiêu đào tạo của khoa cơ điện máy tính và ngành kỹ thuật nhiệt của Đại học Văn Lang. Đó là một cái ngành mà Văn Lang đào tạo rất là tiến tâm, nó giống như vậy. Thì cái đó nó rất là phù hợp với nữ, bởi vì bạn ngồi ở phòng thiết kế và những bạn sẽ liên quan tới chuyện dựng mô hình, tính toán, mô phỏng vân vân. Thì phải trong những năm vừa rồi cho đến thời điểm hiện nay, các đơn vị ở bên ngoài liên quan tới cái những cái lĩnh vực về cơ khí năng lượng hay là liên quan tới về nhiệt lạnh vân vân, nếu là nữ thì lập tức họ tuyển ngay. Và là thật sự thì Văn Lang không có người và cũng không có đủ những cái bạn này để đáp ứng cho doanh nghiệp. Một cái cấp độ khác nữa đó là thi công. Tức là mấy bạn thấy là họ ra công trường từ thiết kế, thi công và vận hành. Thì chúng ta hay thấy cái hình ảnh là những cái anh là đi ra công trường lấm lem rồi này nọ vân vân ở ngoài công trường, đó rất là vất vả. Nhưng đó không phải là chuyện và không phải là mục tiêu đào tạo của ngành nhiệt lạnh của Văn Lang. Một cái ngành nữa, một cái cấp độ khác nữa, tức là vận hành và bảo trì. Tức là bạn thấy mấy anh đi sạc ga, quấn lốc, rửa vàng nóng vân vân, cái chuyện đó là chuyện của thợ. Nó không phải là chuyện của ngành cơ khí năng lượng của Văn Lang. Ngành khí năng lượng của Văn Lang, ví dụ như thiết kế những hệ thống điều hòa không khí lớn, mấy bạn có thể với các phần mềm, mấy bạn có thể dựng được mô hình 3D, mấy bạn có thể tính toán được năng lượng với nhiều phương án khác nhau. Mấy bạn có thể ước lượng được chi phí của nó, mấy bạn có thể ước lượng trong chuyện, ví dụ như trong công trình bạn có thể mô phỏng nó cháy nổ như nào, khói độc đi đâu, quạt hút chỗ nào, bao lâu là thoát hiểm ra chỗ đó. Thì những cái chuyện đó là cái chuyện mà đối với ngành nhiệt của Văn Lang, tức là liên quan tới gọi là indoor air quality, hay là tôi nói giống như ví dụ liên quan tới cái ngành thiết kế xanh hay là công trình xanh, thì các bạn thấy là nó một cái ngành mở rộng. Mà nếu không có sự hội tụ công nghệ hiện đại mà Văn Lang đang hiện có thì chúng ta sẽ không bao giờ làm được. Tức là nó liên quan tới kiến trúc kết cấu cơ điện. Tôi ví dụ giống như thế này. Một tôi nhớ là tôi giới thiệu cho các bạn đã đi vào sinh viên là đi vào làm ở vào trong cái các công ty của tập đoàn nước ngoài, thì các bạn biết cái này nè. Trả mười mấy triệu như vậy một tháng đối với cấp độ sinh viên. Thì tôi hỏi là tại sao trả cao như thế? Thì họ nói là như này. Tức là nếu mà thiết kế công trình xanh theo hiện nay mà nộp lên quỹ ban công trình xanh của Mỹ thì 25 ngày làm việc nó trả lại, nếu một lỗi không tương thích thì phải là 500 đô để xử cái lỗi đó. Nhưng các bạn này làm xong mấy bạn là lên đánh giá online luôn, online rating, và tất cả đó họ biết là họ đạt đến cấp độ nào. Và khi submit lên mạng thì họ trả lại là bảo đảm kết quả nó chính xác. Và chỉ có sinh viên của Văn Lang được đào tạo một cách bài bản giống như vậy thì mới có khả năng làm những thứ giống như vậy. Thì họ hỏi ngược lại tôi này, thì như vậy thì thầy nghĩ là 14, 15 triệu đó là rẻ hay mắc? Thì cái chuyện đó nó phù hợp cho nữ. Các bạn tỉ mẩn hơn, các bạn làm việc ở văn phòng thiết kế với đầy đủ những thứ giống như vậy thì tôi nghĩ là nó rất là phù hợp với các bạn đó. Các bạn đừng có nghĩ cái hình ảnh là đi sạc ga quấn lốc hay đi sửa vàng máy lạnh, đó không phải là chuyện của các bạn. Đó là chuyện vận hành, bảo trì. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của thầy. Và giờ không bật mí với các bạn luôn nha. Khóa 23 vừa rồi, khóa 22 vừa rồi tốt nghiệp thủ khoa của ngành kỹ thuật nhiệt là một bạn nữ. Và bạn đó xuất thân từ, theo như không nhớ là xuất thân từ ngành học sinh giỏi môn văn, nhưng lại theo học một nhóm ngành về kỹ thuật. Nhưng mà với những cái ưu thế như thầy vừa nói thì bạn đã được tốt nghiệp loại thủ khoa, cho nên là Gia Hân cũng mong là những bạn nữ nào mà mình quan tâm nhóm ngành kỹ thuật thì mình cứ mạnh dạn đăng ký các bạn nha. Và cũng liên quan tới vấn đề là nữ có học được hay không á cô, thì em có thấy câu hỏi của một bạn gửi về, bạn ấy tên là Thi Thi. Bạn hỏi là dạ em chào thầy cô, em là con gái nhưng mà thấy thú vị với lĩnh vực này thì em có thể học thiết kế xanh được hay không? Thì câu hỏi này thì em nghĩ là không ai phù hợp hơn để trả lời là cô Anh là ai hơn cô. Cô thầy Tiến vừa trả lời Thi Thi rồi đó. Thi ngành kỹ thuật đi chăng nữa thì nó vẫn có những cái vị trí công việc mà phù hợp với nữ và phù hợp với nam. Và đặc biệt là thầy Tiến vừa mới nhấn mạnh và tôi thấy rất là đúng, đó là ở nhiều vị trí mặc dù đang làm kỹ thuật nhưng mà nhà tuyển dụng lại rất ưu tiên chọn nữ, bởi vì nữ có cái ưu thế của nữ. Đặc biệt ở đây là cô muốn nhấn mạnh cái khía cạnh là mình chăm chỉ, mình tỉ mỉ, mà nam thì cái yếu tố nó hơi yếu chút. Do vậy nên thành ra là các bạn đừng có lo lắng là cái chuyện là mình có học được cái ngành thiết kế xanh khi là nữ hay không. Ví dụ như cô ngồi đây nè, thì cô cũng là dân kỹ thuật đây, cô vẫn học ngành kỹ thuật được, thì cô nghĩ rằng không có vấn đề gì hết. Thì như nãy thầy Tiến có chia sẻ thì cô cũng muốn lặp lại tí thôi. Đó là mình có cái vị trí, cô ví dụ như là vị trí tư vấn. Vị trí tư vấn thì các bạn thấy nếu là tư vấn thì mình sẽ ngồi ở
ở văn phòng để mình tính toán công trình, mình mô phỏng công trình, rồi sau đó là mình tư vấn cho các cái bên liên quan, cho các cái doanh nghiệp chẳng hạn. Hoặc là những cái vị trí như là vị trí thiết kế thì mình không có thi công thì mình không có ra công trình chẳng hạn. Mà cho dù ra công trình thì các bạn cũng đừng có lo nha. Cũng không phải là mình phải nắng mưa mà cực khổ tới mức mà không làm nổi. À, nó ở một cái mức nhất định tùy cái tính cách của mình. Bạn nữ nào mạnh mẽ thì lại thích ra công trình. Còn giả sử bạn nữ nào mà mình thấy rằng là cái sức khỏe của mình yếu một chút thì mình sẽ chọn cái vị trí công việc khác đi một tí và nó cũng sẽ phù hợp với cái sở trường, cái công việc của mình. Nên các bạn không việc gì phải lo. Có cô ngồi đây và cô cũng là nữ đang học kỹ thuật. Dạ, em cảm ơn chia sẻ của hai thầy cô. Và nãy giờ Gia Hân cũng thấy thú vị là phía bên dưới phần bình luận có rất là nhiều bạn nữ đặt câu hỏi. Cho nên là hy vọng là các bạn nữ nào mà yêu thích thì mình cứ tự tin các bạn nha. Và một câu hỏi khác em xin được truyền tải đến thầy Lợi ạ. Bạn có hỏi, bạn tên Facebook là Văn Anh thì bạn có hỏi là dạ em chào thầy cô, cho em hỏi ngành thiết kế xanh thì học khoảng mấy năm và năm thứ mấy thì mình sẽ đi thực tập ạ. Cảm ơn câu hỏi của Văn Anh và cảm ơn câu hỏi mà MC Gia Hân đã đặt cho mình. Thì đối với ngành thiết kế xanh, được thiết kế là khi các bạn tốt nghiệp, các bạn sẽ với tấm bằng của mình đó là kỹ sư thiết kế xanh, và các bạn sẽ phải học hoàn thành chương trình này của mình trong vòng 4 năm. Đó là theo thiết kế chuẩn. Vậy thì các bạn có thể rút ngắn được hay không? Có chứ, các bạn vẫn có thể rút ngắn, bởi vì trường Đại học Văn Lang là được đào tạo theo quy hệ tín chỉ, cho nên là các bạn nếu như mà các bạn có thể sẵn sàng chuẩn bị cái tâm thế của mình là mình sẽ phải học và mình đầu tư thời gian cho cái việc học của mình, thì các bạn có thể đăng ký nhiều hơn, cái số môn nó nhiều hơn trong một học kỳ để các bạn có thể rút ngắn được thời gian. Nhưng với chương trình 4 năm, khoa đã thiết kế với chương trình này để các bạn có thể thuần thục học các môn về lý thuyết, về kỹ năng và về thực hành để các bạn có thể thuần thục được những cái công việc đó. Vậy thì về cái câu hỏi là các bạn khoảng thời gian nào các bạn sẽ đi thực tập? Đối với khoa môi trường của trường Đại học Văn Lang, chúng tôi đang đào tạo 3 ngành, đó là ngành công nghệ kỹ thuật môi trường, ngành quản trị môi trường doanh nghiệp và ngành thiết kế xanh. Thì đối với 3 nhóm ngành này thì chúng tôi đều mong muốn có thể gửi các bạn đi thực hành ngay từ năm đầu tiên. Vậy thì các bạn có thể nói, ủa thực hành năm đầu tiên vậy thì mình phải làm cái gì trong đó? Thì các bạn, cái câu chuyện đặt ra đó chính là từ năm đầu tiên chúng tôi muốn các bạn làm quen được với cái môi trường làm việc của tương lai của các bạn. Các bạn sẽ làm gì? Các bạn sẽ phải đối mặt với những áp lực nào để cho các bạn có thể chuẩn bị được tâm thế, và cũng như là các bạn có thể chuẩn bị được, có được những cái động lực nhiều hơn trong quá trình thực tập. Và cái quá trình thực tập đó không chỉ kéo dài ở năm đầu tiên, nó có kéo dài tổng cộng 4 năm các bạn phải học trong trường Đại học Văn Lang. Và đến năm thứ 4 các bạn sẽ phải đầu tư hơn và tập trung vào cái câu chuyện đó, chính là các bạn sẽ phải thu thập những cái số liệu để phục vụ cho cái khóa luận tốt nghiệp của các bạn. Và trong quá trình học chúng tôi tập trung vào, chủ yếu đầu tư vào cho các bạn những cái kỹ năng để các bạn có thể sử dụng ngay sau khi các bạn tốt nghiệp, và các bạn có thể làm việc ngay cho các doanh nghiệp, mà cái doanh nghiệp sẽ tốn ít thời gian hơn để đào tạo lại các bạn. Đó là những cái ưu điểm của cái việc đi thực tập của các bạn từ năm nhất đến năm cuối cùng, và hy vọng các bạn có thể xem đó là một trong những ưu điểm và lợi thế của ngành này. Bạn ông có hỏi là học ngành kỹ thuật nhiệt có làm tư vấn thiết kế được không? Nhờ thầy cô tư vấn thêm giúp em về công việc này. Dạ, em mời thầy Tuệ ạ. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Bạn biết rằng là mục tiêu của ngành kỹ thuật nhiệt là đào tạo ra những kỹ sư đi làm tư vấn thiết kế. Như vậy công việc của một kỹ sư tư vấn thiết kế là gì? Thì công việc của các bạn kỹ sư tư vấn thiết kế là các bạn sẽ tính toán thiết kế và đưa ra phương án cho cái công trình của mình. Và sau đó các bạn sẽ lập bản vẽ, các bạn sẽ thống kê những khối lượng vật tư mà các bạn sẽ dùng trong công trình đó. Thì bạn biết rằng là trong cái cuộc thi Panasonic vừa rồi, thiết kế điều hòa không khí Panasonic vừa rồi, thì đề tài đó là các bạn thí sinh phải thiết kế hệ thống điều hòa không khí và bảo vệ trước hội đồng của Panasonic. Như vậy đó cũng là một cái công việc cho các kỹ sư tương lai về công việc tư vấn thiết kế. Dạ, xin cảm ơn bạn.
Dạ, em cảm ơn thầy Tuệ rất là nhiều ạ. Và thầy Tiến ơi, ở phía bên dưới phần bình luận thì cũng có hai bạn đặt câu hỏi liên quan đến cái chương trình học của mình. Đầu tiên là ý câu hỏi của bạn tên là Minh Lý, bạn hỏi là học ngành kỹ thuật nhiệt thì sẽ học những phần mềm nào trong quá trình học? Nếu mà em mua máy tính cũ thôi thì có học được hay không? Đó là một ý. Còn một bạn cũng quan tâm tới các phần mềm khi đi học thì em nghĩ là bạn này có tìm hiểu nhiều hơn bạn Trí một chút. Bạn Haru có bình luận là dạ em chào thầy cô, cho em hỏi là trường mình có dạy các phần mềm như là AutoCAD hay không? Nếu có thì ra trường rồi mình có khả năng áp dụng vào thực tế được hay không? Cảm ơn câu hỏi của hai em. Cảm ơn sự quan tâm của em đối với ngành nhiệt của Văn Lang. Thì phải nói đó là một cái thế, về phần mềm là một cái thế mạnh của Văn Lang. Phải nói thẳng là như vậy. Chúng ta có cái trung tâm đào tạo Autodesk là trung tâm đào tạo chính thức của cái tập đoàn đồ họa kỹ thuật số 1 thế giới. Trong đó hồi nãy các bạn hỏi AutoCAD chẳng hạn, đó là một cái chuyện rất là bình thường mà AutoCAD là của Văn Lang đào tạo nhiều thứ lắm. Những cái phần mềm, ví dụ bạn Minh Trí nãy hỏi chúng ta hỏi phần mềm gì. Đơn giản hiện nay nếu mà bạn sử dụng cái phần mềm Revit MEB là dễ cho gọi là MEB là viết tắt của Mechanical, Electrical và Plumbing, tức là liên quan tới cơ, điện và cấp thoát nước. Thì cái những bạn có thể dựng một cái mô hình 3D, và mấy bạn biết là sinh viên của Văn Lang là thường là ra ở năm cuối hoặc là giống như vậy đó, mấy bạn có thể làm bản vẽ thi công cho các công trường. Cho nên cái chuyện này nếu mà sử dụng phần mềm nó không thì bạn ít nhất cũng phải có được mười mấy triệu một tháng, tức là chỉ là một cái chuyện sử dụng phần mềm mà thành thạo giống như vậy. Thì những phần mềm mà tôi có thể liệt kê đơn giản trong năm thứ nhất các em có thể học là một là AutoCAD 2D 3D là chuyện bình thường. Nhưng mà chúng ta học là để vẽ kỹ thuật, chứ không phải là chúng ta chỉ đi vẽ một số cái vòng tròn, đường thẳng hay vẽ một số cái đơn giản như mà các bạn thấy. Chúng ta có ví dụ như Autodesk Inventor, đó, những sản phẩm giống như vậy. Chúng ta có thể Revit MEB, chúng ta có Revit Architecture, Revit MEB để dựng một cái công trình lên, mấy bạn mô phỏng năng lượng tính toán để có thể dùng ở trong những cái phần mềm đó. Ví dụ trong Revit MEB, bạn có thể tính toán năng lượng cụ thể nó như thế nào, mô phỏng chiếu sáng với những cái plug-in của nó, lính lượng khí oxit phát thải, kể cả những cái plug-in và kể cả là những cái công trình, những phần mềm đó, tính đến cái chuyện là liên quan tới là life cycle cost, tức là cái chi phí cả một cái dòng đời nó như thế nào đó. Rồi kể cả là chuyện đánh giá đến chuyện mức độ tác động môi trường của cái công trình đó, thì trong đó nó có những cái công cụ đầy đủ. Hay chúng ta có phần mềm Navisworks để chúng ta mô phỏng trong cái quá trình thi công, là ví dụ mấy bạn chạy công trình, mấy bạn thí dụ như lập tiến độ với Microsoft Project, mấy bạn nối kết vô Revit, hay là xin lỗi, mô hình từ Revit kết hợp trong Navisworks, thì mấy bạn có thể chạy thí dụ tới ngày đó là chúng ta thi công tầng máy, dàn giáo lắp rạc xe cộ vào ra trong tổ chức giao thông trong công trường đó như thế nào. Kể cả cái chuyện là mấy bạn có những cái phần mềm mà riêng cái phần mềm mà tôi nói mấy bạn mô phỏng thiết kế xanh đó, thì Văn Lang có sinh viên được đào tạo đó, là ví dụ như là nó gọi là môi trường ảo đó. Nó gọi là VEPRO, tức là Virtual Environment Pro Professional. Thì cái phần mềm đó không thì sinh viên Văn Lang là được học đầy đủ. Cho nên là có những cái công ty mà liên quan tới chuyện là mô phỏng thiết kế xanh, rồi tư vấn về thiết kế xanh, rồi kể cả tòa nhà cân bằng năng lượng gọi là Net Zero Energy Building, thì họ sử dụng những phần mềm đó, là luôn luôn họ tuyển dụng, họ kiếm những cái phần mềm cao cấp đó, thì sinh viên Văn Lang là có được đào tạo đầy đủ. Và các bạn mua hỏi là máy tính cũ hay mới, thì thực ra như nè, tất cả sinh viên của ngành của khoa kỹ thuật và đặc biệt là ngành kỹ thuật nhiệt là có máy tính, kể cả máy tính cũ, nhưng mấy bạn sẽ được tư vấn là những cái máy tính đó có thể chạy được những phần mềm 3D. Nó có thể đủ để cho các bạn học 4 năm. Nó có thể cho các bạn trong cái quá trình mấy bạn là sinh viên, mấy bạn có thể nhận làm cho những cái đồ án. Đó. Những cái dự án từ bên ngoài mấy bạn dựng cái mô hình 3D đó lên, mấy bạn có thể chạy 4D mô phỏng năng lượng, tính toán lượng khí carbonic phát thải, chiếu sáng vân vân. Thì tất cả những thứ đó giống như thầy Tuệ trình bày nãy, thì đó là thế mạnh tuyệt đối của cái ngành kỹ thuật nhiệt của Văn Lang. Và có thể gọi là không có cái trường nào mà được đào tạo một cách bài bản với các công cụ giống như vậy. Và mấy bạn yên tâm về việc làm, hiện nay chúng ta có nhiều lựa chọn trong cái chuyện việc làm. Rất là nhiều tới chuyện việc làm, cho nên là Gia Hân tin rằng là nếu mà bạn nào mà mình thật sự yêu thích ấy, thì mình cứ mạnh dạn tự tin mình đăng ký để mình theo đuổi các bạn nha. Và cô ơi, trong số bên cạnh những cái câu hỏi mà các bạn bình luận bên dưới
trong livestream ngày hôm nay thì trong group cộng đồng sinh viên Văn Lang, tụi em cũng có thấy rất là nhiều bạn đặt câu hỏi cho các anh chị khóa trên. Thì hôm nay có cô tham dự ngày hôm nay thì em cũng muốn truyền tải các câu hỏi của các bạn đặt để cô có thể giúp các bạn giải đáp. Thì các bạn có hỏi là trong cái tên ngành là thiết kế xanh có cụm từ là thiết kế, thì các bạn tò mò không biết là cái khi mà học cái ngành này các bạn có cần phải biết về vẽ hay là về thiết kế là ý tưởng gì hay không, vì các bạn nghe tên ngành các bạn lo lắng như vậy, thì em nhờ cô làm rõ giúp các bạn ạ. Thì cái tên là thiết kế là chắc chắn các bạn phải thiết kế rồi đó. Nhưng mà các bạn không cần biết trước thiết kế. Các bạn khi mà bắt đầu tham gia vào chương trình thì mình sẽ có cái các cái bước để các bạn học tuần tự, từng bước một qua từng học kỳ. Và qua mỗi học kỳ như vậy đó thì các bạn sẽ biết cách thiết kế, chứ còn không cần, không nhất thiết là các bạn phải biết vẽ, biết tính toán thiết kế trước. Không giống như là ngành, những cái ngành khối mỹ thuật hay là kiến trúc là các bạn phải biết, phải học vẽ rồi để các bạn đi thi, và các bạn phải qua được cái môn vẽ thì các bạn mới học ngành. Thì đối với ngành thiết kế xanh không phải vậy các bạn. Học ngành thiết kế xanh đó là mình không có cần các cái kỹ năng về mỹ thuật đồ nhiều, mà mình ở đây á, là mình cái kỹ năng về vẽ kỹ thuật thôi. Và khi đó thì bắt đầu vô trường thì ngay từ năm nhất là đối với cái ngành của mình, ngay từ năm nhất thì mình sẽ được đào tạo về vẽ, và sau đó bắt đầu tới học kỳ 2, học kỳ 3 thì các bạn đã bắt đầu học vẽ máy và ứng dụng phần mềm để vẽ, chứ mình không vẽ tay nữa. Và đến khi các bạn ra trường thì các bạn không có vẽ tay, mọi thứ là dùng phần mềm để vẽ, và những cái phần mềm thì thầy Tiến vừa mới chia sẻ các bạn rồi. Do vậy là chắc chắn các bạn ha, thì mình học tính toán thiết kế thì chắc chắn là mình sẽ phải có vẽ, và mình cũng phải cần có máy tính, giống như là bên thầy Tiến chia sẻ vậy. Hai cái ngành gần nhau nên ngày hôm nay hai ngành này mới ngồi chung để cùng nhau chia sẻ. Nó rất là gần gũi bởi vì nó cũng là một cái nhóm khối ngành kỹ thuật và ứng dụng phần mềm rất là nhiều, và nó cũng là những cái ngành mà Văn Lang có cái đầu tư mạnh và có những cái thế mạnh đặc biệt liên quan tới các cái phần mềm. Do đó khi mà các bạn tốt nghiệp ấy, thì các bạn sẽ rành rẽ có trong tay những cái phần mềm chuyên dụng, rành rẽ để vẽ được nó, mọi thứ là dùng máy móc thiết bị hết. Lúc nãy trong cái ý câu hỏi của bạn Trí, bạn có hỏi là nếu bạn dùng máy tính cũ thì có học được hay không, thì em nhờ thầy tư vấn thêm để các bạn biết là mình cần trang bị những cái gọi là dụng cụ học tập thế nào khi mà mình muốn theo đuổi từ nhóm ngành kỹ thuật. Vậy nè, Gia Hân trả lời cái câu hỏi của bạn Trí là đối với cái ngành này, ngành nhiệt của cái khoa cơ điện và máy tính thì hay là các ngành khác nữa, thì trong khoa đều cái chuyện máy tính là một công cụ, em có thể dùng máy tính cũ. Máy tính cũ và khoa thì luôn luôn, kể cả những đàn anh hay là những bạn khóa trên đều có tư vấn giúp cho các đàn em là mua máy nào phù hợp để sử dụng. Em không cần phải mua máy mới đâu. Những cái máy có thể là máy cũ nhưng nó mạnh, đúng cấu hình, giá tiền vừa phải, thì nó là một cái thế mạnh. Bởi vì là các em hiểu là cái mức độ học bên này, sách vở, tài liệu, tất cả mọi thứ là trên máy tính có đầy đủ. Phần mềm thì cũng nhiều, tại vì nếu mà bạn nào mà học nghiêm túc mà chịu khó theo hết thì ít nhất thì bạn cũng phải có mười mấy đến 20 cái phần mềm trong tay. Nhưng chỉ cần sử dụng một phần mềm đó thì chuyên môn, thì khoa quan điểm bên này, phần mềm là công cụ. Phần mềm là công cụ chứ nó không có gì phải là cao siêu hết. Nhưng với khả năng của công nghệ và những công cụ hiện đại, phần mềm giống như vậy mà Văn Lang đầu tư đầy đủ thì các bạn là cái việc làm là không lo. Chứ cũng không phải là khoa quan tâm đến việc làm, mà tôi nhắc lại cái câu mà từ đầu buổi chương trình tôi có nói, đó là vào khoa là các bạn được học để có một sự nghiệp chứ không phải để có một cái việc làm, đó việc mà có thể chúng tôi phát triển lâu dài. Và chứng tỏ là các đàn anh đi trước, có những anh đã trở thành là những doanh nghiệp rất lớn đó, sẵn sàng đón tiếp các bạn đó. Thì mấy bạn mua máy cũ cũng được, nhưng mà khoa sẽ tư vấn cho các bạn. Dạ, em cảm ơn phần chia sẻ của thầy cô ạ. Hy vọng rằng các bạn yên tâm hơn rồi ha. Và tiếp theo thì Gia Hân xin được truyền tải câu hỏi của bạn tên là Huyền Trân đến thầy Lợi ạ. Bạn Trân có hỏi là cho em hỏi thì mình học thiết kế xanh sẽ trong bao lâu, chương trình thực tập sẽ như thế nào, và nhà trường có hỗ trợ địa điểm thực tập hay không? Dạ, em nhờ thầy Lợi giúp bạn Trân có thêm thông tin ạ.
Cảm ơn câu hỏi của Gia Hân. Thì đối với câu hỏi của Huyền Trân thì thầy sẽ trả lời như thế này. Đối với ngành thiết kế xanh giống như hồi nãy, nếu như mà hỏi về chương trình học thì cũng có một thời gian học á, thì cũng có một bạn đã hỏi rồi. Ngành thiết kế xanh là sẽ được đào tạo trong vòng 4 năm và các bạn sẽ được đi thực tập ngay từ năm nhất đến năm cuối các bạn ha. Và cái câu hỏi quan trọng hơn nữa đó chính là nhà trường có hỗ trợ địa điểm thực tập hay không? Thì thầy xin xác nhận lại với lại Huyền Trân và cũng như tất cả các bạn đang theo dõi chương trình Q&A là khoa môi trường của trường Đại học Văn Lang sẽ hỗ trợ các bạn địa điểm thực tập. Nếu như các bạn, tại vì cái câu chuyện địa điểm thực tập để làm gì, để giúp các bạn có thể hiểu hơn về cái định hướng nghề nghiệp của mình, và các bạn có quyền lựa chọn những cái doanh nghiệp nào, những cái nơi nào mà nó phù hợp với định hướng của các bạn. Nếu không, nếu như cái sự lựa chọn của bạn đó có gặp khó khăn thì trường và khoa sẽ hỗ trợ các bạn để tìm được những cái nơi thực tập mà nó phù hợp với lại định hướng của bạn. Và trong thời điểm mà từ năm nhất cho tới năm 2 và năm 3 đó, thì có thể là trường và khoa sẽ gửi các bạn đi đến những cái doanh nghiệp mà đang có nhu cầu, và nó sẽ hỗ trợ cho các bạn để nhìn và xác định được cái định hướng nghề nghiệp sau này của mình. Thì để các bạn có được những cái nhìn nó rất là rõ ràng trong tương lai của các bạn, và các bạn sẽ không phải đến năm 4 mà các bạn phải lo lắng là ủa cuối cùng rồi mình sẽ làm gì. Tại vì năm 1 và năm 3 khoa đã giúp cho các bạn định hướng được những cái câu chuyện đó từ cái quá trình thực tập các bạn ha. Thầy lợi rất là nhiều ạ. Và các bạn cũng đang rất là quan tâm đến vấn đề đi thực tập. Dạ, thì ở đây em xin được truyền tải câu hỏi đến thầy Tuệ ạ. Dạ, bạn hỏi là học kỹ thuật nhiệt thì khi nào sẽ được đi thực tập tại doanh nghiệp, và thực tập có được trả lương hay không ạ? Dạ, dạ em mời thầy. Dạ, xin kính chào, dạ, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì bạn biết rằng á, là việc đi thực tập á, là vấn đề rất quan trọng của ngành nhiệt. Bạn biết rằng là cuối năm 3 là tất cả các sinh viên ngành kỹ thuật nhiệt đều phải đi thực tập hết. Và bạn biết rằng là các em được thực tập và trải nghiệm như một kỹ sư thực tập, kỹ sư thực thụ tại công ty, và được trả lương như một kỹ sư. Bạn biết rằng trong cái cuộc thi Panasonic vừa rồi, thiết kế Panasonic vừa rồi, thì sinh viên của Văn Lang chúng ta đã thể hiện một cái kinh nghiệm vượt trội so với các trường khác. Đó là nhờ chúng ta đã được đi thực tập và được lăn lộn ngoài công trường, ngoài thực tế so với các trường khác. Cho nên đó chính là một cái điểm mạnh của sinh viên ngành kỹ thuật nhiệt của Văn Lang các bạn. Dạ, xin cảm ơn. Dạ, em cảm ơn thầy Tuệ rất là nhiều ạ. Nãy giờ thì các thầy cô cũng chia sẻ thông tin đến các bạn về cơ hội việc làm, về chương trình học, những thứ mà các bạn cũng cảm thấy là rất là, em nghĩ là nếu bạn nào hôm nay lần đầu tiên mà biết đến hai ngành này thì cũng sẽ nghe rất là hấp dẫn. Tuy nhiên, để các bạn biết là các bạn có những tố chất nào để có thể theo học hai ngành này thì chắc là em nhờ cô Anh và thầy Tiến sẽ tư vấn thêm cho các bạn. Em không biết là một bạn có tố chất như thế nào, hoặc là ở phổ thông các bạn có thể học giỏi những môn nào thì các bạn sẽ có thể theo học ngành này ạ. À, đối với ngành thiết kế xanh thì cô nghĩ rằng là các bạn nếu mà có cái tố chất của cái khối ngành tự nhiên thì nó sẽ phù hợp hơn là khối ngành xã hội. Tuy nhiên á, là khi mà thiết kế một cái chương trình đào tạo đó các bạn, thì mình thiết kế để mọi người có thể học được, chứ không phải thiết kế để đánh đố ai đó. Do vậy nên là các bạn chỉ cần học lực trung bình là các bạn đã có thể theo học được. Và trong cái quá trình học á, thì mình có thể thay đổi thế giới. Do vậy nên các bạn yên tâm là có thể là học phổ thông, mình trình độ mình tới đó thôi, điểm chát của mình tới đó thôi, rồi mình lại rất là e ngại là mình có thể là mình học không nổi cái ngành này. Thì các bạn yên tâm là khi mình đào tạo thiết kế một cái chương trình thì cái người thiết kế chương trình người ta sẽ nhắm đến đối tượng là phải từ trung bình đổ lên là đã học được cái ngành rồi. Thì cái đó là cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái cách học ở trường đại học nó có cái sự khác biệt so với phổ thông. Và do vậy đó các bạn có cái cơ hội để thay đổi mình, để làm tốt hơn cái sứ mệnh học tập mà có thể là hồi phổ thông thì các bạn lại chưa có nó không phù hợp với cái tính cách của mình đó các bạn, và làm cho mình học không tốt chẳng hạn. Do vậy nên các bạn yên tâm là theo tôi thì cái khối ngành tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn. Các bạn thử check thử cái trắc nghiệm Holland thử xem là nó có phù hợp hay không. Tại vì khi mình chọn một cái ngành học đó, mình hôm nay tôi ngồi đây để giới thiệu với các bạn ngành thiết kế xanh,
Nhưng mà tôi không khuyên là bạn nào cũng vô ngành thiết kế xanh, không phải vậy. Mà tôi rất muốn là các bạn chọn được cái ngành mà các bạn yêu thích. Thì tôi có những một cái lời khuyên nho nhỏ cho các bạn là khi mà mình chọn một cái ngành nào đó để mình theo học á, thì mình phải xét nhiều cái yếu tố. Đừng có chọn theo đám đông. Đừng có thấy rằng là ai kia đang chọn cái ngành đó thì mình cũng chọn ngành đó. Không nên như vậy, mà mình nên chọn xét theo. Như cái câu hỏi của bạn là tôi thấy rất là hay đó, là bạn cần biết cái năng lực của mình có phù hợp cái ngành không. Thì tôi nghĩ là bạn là một người rất là sâu sắc, và đó là một cái điểm thành công của bạn nếu mình là một người mà có một cái suy nghĩ sâu sắc. Và khi mà mình xét ra được cái năng lực của mình rồi thì mình đi theo cái hướng đó nó tốt. Và tôi nghĩ còn quan trọng hơn cái năng lực mà các bạn có thể đánh giá, mình nghĩ rằng năng lực của mình tới đó, thì cái quan trọng hơn nữa là cái sở thích của mình. Mình có thích cái lĩnh vực đó không? Và muốn thích hay không thì các bạn nên tìm hiểu kỹ về cái ngành nghề đó. Và mình dám bứt phá, mình dám thay đổi, đừng đi theo đám đông. Mình chọn lựa theo cái sở thích của mình, bởi vì khi mà mình thích cái gì đó thì mình sẽ làm tốt cái điều đó. Và một cái điểm nữa mà khi các bạn chọn ngành nghề thì tôi nghĩ rằng các bạn nên tham khảo ý kiến. Ý kiến của ai đó mà am hiểu về lĩnh vực. Và mình tìm hiểu thông tin của của thế giới để mình xem cái xu hướng sắp tới như thế nào. Tại vì không có nghĩa là bây giờ các cái nghề nghiệp ở thời điểm hiện tại là nó hot, thì sau 4-5 năm nữa khi các bạn tốt nghiệp nó hot. Không phải vậy, nó có thể thay đổi rồi. Tại vì các bạn đâu có tốt nghiệp bây giờ mà phải là 4-5 năm nữa thì mình mới tốt nghiệp chẳng hạn. Thì rõ ràng là cái câu chuyện nó sẽ khác đi. Vậy thì mình nên tham khảo ý kiến của ai đó, của cô chú bác, rồi của thầy cô, của những người mà mình có cái mối quan hệ, để mình tham khảo thêm, để mình đón đầu cái xu hướng. Thì đó là những cái điểm mà mấu chốt để các bạn chọn một cái ngành nghề. Và tôi rất là mong là các bạn chọn được cái ngành mà các bạn phù hợp để mình học tốt, và mình có những cái cống hiến tốt khi mà mình tốt nghiệp. Và dĩ nhiên khi mà có cống hiến tốt thì đương nhiên là các bạn sẽ có thu nhập tốt. Có nhiều bạn hay hỏi là cái ngành này ra trường có việc làm không, hay là cái ngành này thu nhập bao nhiêu. Thì theo quan điểm của tôi đó, thì ngành nào cũng có việc làm, và thu nhập là do bạn quyết định. Khi mà mình đầu tư tốt ở trong cái quá trình mình học thì tôi chắc chắn với bạn là sẽ có việc làm và thu nhập đúng theo như cái năng lực mà các bạn đã đầu tư. Dạ, khi mà cô Anh chia sẻ nói là mình đừng có chọn nghề theo số đông á, là em nhớ tới cái câu mà mấy bạn Gen Z hay nói với nhau là người thành công hay có lối đi riêng. Thì hy vọng là những bạn nào xem livestream ngày hôm nay thì sẽ với những lời khuyên của cô thì mình có thể nghiêm túc nhìn nhận lại xem là mình sẽ phù hợp với nhóm ngành nào để mình lựa chọn cho đúng các bạn nha. Và còn không biết với ngành kỹ thuật nhiệt thì những bạn có tố chất như thế nào thì sẽ học tốt ngành này thưa thầy? Rồi, cảm ơn Gia Hân, cảm ơn câu hỏi của các bạn cho phép tôi chia sẻ nè. Khi mà mấy bạn hỏi câu đó, vì cũng là một cái chuyện mà đối với góc độ của một cái người làm giảng dạy thì tôi suy nghĩ rất là nhiều. Thì tôi cũng nghĩ là chuyện là tư vấn tuyển sinh để là nói cái gì đó đẹp, tốt đẹp để mà dụ các bạn hay là chiêu mộ các bạn vào ngành này. Nhưng mà tôi nghĩ tới các bạn, đào tạo các bạn, nghĩ tới gia đình các bạn, và cảm ơn quý phụ huynh cũng như là cảm ơn cái các phụ huynh của các khóa trước đã gửi các em vào, tin tưởng và đặt niềm tin vào Văn Lan. Cho nên là như thế này nè, đối với khoa thì khoa đào tạo nó không phải là chuyên về chuyện kiến thức, mà cũng không đòi một cái năng lực gì đặc biệt hết. Bởi vì ngay cả cái chuyện mà mấy bạn thấy nè, khoa đào tạo đặt mục tiêu là chúng tôi đào tạo những ông chủ mới. Như vậy thì để làm, để có tố chất của một ông chủ mới, hay là cái chuyện là khoa đào tạo là khoa mọi sinh viên đều biết một cái chuyện là cuộc sống là thành công chứ không phải là chiến thắng. Thì khoa sẽ đào tạo định nghĩa thế nào là thành công. Thứ nhất là về kiến thức, về trong chuyên môn bạn phải là cái người giỏi nhất trong chuyên môn đó. Chuyện đó là hiển nhiên khoa phải đạt. Một điều nữa tức là gì, khả năng, kỹ năng thương lượng, là kỹ năng đó là một cái kỹ năng mềm tối quan trọng. Bởi vì người Anh có cái câu là mọi thứ đều có thể thương lượng được. Nhưng một cái điều rất là quan trọng đối với sinh viên đó chính là sau này nó sẽ tạo ra một cái sự nghiệp, nó tạo ra những cái thu nhập, những cái thứ rất là tốt phát triển mà khoa đào tạo cho các bạn, đó chính là một cái cộng đồng nghề nghiệp có giá trị, chứ không phải là chuyện kiến thức thuần túy hay là bằng cấp.
mà nó sẽ đào tạo ra sự thành công của bạn. Và những cái điều thứ tư để đi đến thành công đó là sự may mắn. Thì mấy bạn có, thứ nhất là mấy bạn có một sức khỏe tốt, thứ hai mấy bạn có một gia đình tốt, thứ ba là các bạn có một thầy tốt. Và tôi tin rằng Văn Lan, Nhiệt Lạnh, Khoa Kỹ Thuật sẽ là những cái chỗ có thể làm những thầy tốt. Và khi ra trường mấy bạn may mắn nữa thì mấy bạn có một sếp tốt. Như vậy thì đối với chuyện khoa không có yêu cầu một cái tố chất nào đặc biệt đó bạn, ngoài chuyện là các bạn quyết tâm học và biết mình đang đi đâu về đâu, khoa sẽ dìu dắt các bạn. Đó, thì tôi nghĩ là như vậy. Kể cả những cái môn mà mấy bạn nghe coi là mấy bạn rất là nhiều bạn sợ, thì ngay cả toán lý chẳng hạn thì khoa cũng dạy rất cụ thể cái đó ứng dụng vào trong cái chuyên môn như thế nào, chứ chúng ta không nói chuyện chung chung. Cho nên là bạn nào mà học với tôi ở năm thứ nhất thì sau khi một môn thì các bạn sẽ nhìn thấy luôn, kể cả là cái đồ án tốt nghiệp ở năm cuối như thế nào, thấy luôn những cái đồ án, những cái công trình mà những anh kỹ sư bên ngoài của ngành nhiệt lạnh đang làm là cái gì. Cho nên là các bạn đó sau khi mà học xong thì các bạn là rất có động lực, là bạn biết là mình đang đi đâu về đâu đó. Và còn cái chuyện giống nãy thầy Tuệ có chia sẻ về thực tập, thì có thể nói nè, khoa không phải chỉ quan tâm chuyện thực tập đâu, khoa cam kết giải quyết cho các bạn một việc làm. Bởi vì thực tế hiện nay là chúng ta không đủ người để gửi đi làm, chứ không phải là chuyện đi kiếm chỗ thực tập. Và mấy bạn đi làm, tức là thường thường là hết năm 3 mấy bạn có một năm cuối để đi làm với doanh nghiệp và làm đề tài tốt nghiệp, lương bổng người ta trả. Đó, giống như vậy. Cho nên là cái ngành kỹ thuật nhiệt, tôi nói chân thành và cũng cảm ơn quý vị phụ huynh cũng như các bạn thí sinh, các bạn học sinh, hy vọng các bạn sẽ là K28 của Văn Lan, để chúng ta cùng đi với nhau trên cái con đường thực hiện những cái gì mà chúng ta nói và cũng cái gì mà chúng ta cam kết, những thứ gì mà chúng ta tin rằng nó là cái điều tốt mà Văn Lan đã hứa là Văn Lan sẽ làm. Em cảm ơn những chia sẻ rất là tâm huyết và tình cảm của các thầy cô. Và Gia Hân cũng chia sẻ với các bạn là cô Anh và thầy Tiến là hai thầy cô đã có rất nhiều năm đi tư vấn ở các trường trung học phổ thông và đã gặp gỡ rất là nhiều các bạn học sinh trung học phổ thông đang trong giai đoạn giống các bạn hiện tại là đang tìm kiếm và lựa chọn một ngành nghề phù hợp cho mình. Thì Gia Hân hy vọng rằng với phần chia sẻ của các thầy cô thì các bạn có thể tự tin hơn khi chúng ta theo học tại trường Đại học Văn Lang, đặc biệt là theo học ngành thiết kế xanh và ngành kỹ thuật nhiệt các bạn nha. Và phía bên dưới phần bình luận thì các bạn cũng đang quan tâm về đời sống sinh viên tại Văn Lang, cho nên em xin phép được kết nối với lại thầy Lợi và thầy Tuệ để hai thầy có thể chia sẻ cho các bạn biết là nếu các bạn học ngành thiết kế xanh thì các bạn có thể tham gia các hoạt động ngoại khóa nào ạ? Dạ, đầu tiên em mời thầy Lợi ạ. Cảm ơn câu hỏi của Gia Hân và cảm ơn câu hỏi của các bạn học sinh. Thật sự ra một trong những cái yếu tố mà khi các bạn trở thành một sinh viên á, nó không chỉ là việc học không đâu, mà nó còn liên quan tới câu chuyện đó là các hoạt động ngoại khóa mà các bạn sẽ được tham gia ở môi trường đại học. Bởi vì đây là một trong những cái hoạt động nó sẽ rèn luyện các bạn để có được những cái kỹ năng, không những kỹ năng trong việc học không, mà kể cả những kỹ năng giao tiếp trong xã hội. Thì hiện nay đối với ngành thiết kế xanh, hay gọi chung, nói chung là những ngành mà thuộc khoa môi trường và thuộc nhóm ngành công nghệ kỹ thuật, thì các bạn cũng sẽ được sinh hoạt chung với lại các bạn sinh viên của các ngành khác của trường Đại học Văn Lang thôi. Có những cái chương trình mà trường tổ chức ra để cho nhằm khuyến khích các bạn tham gia để các bạn có được nhiều sân chơi hơn. Thì hiện nay ở trường Đại học Văn Lang có rất nhiều câu lạc bộ mà các bạn có thể chủ động tham gia và đăng ký tham gia. Còn riêng đối với khoa môi trường của trường Đại học Văn Lang thì chúng tôi có những cái câu lạc bộ liên quan tới chuyên ngành, ví dụ như câu lạc bộ về media, thì các bạn có thể hỗ trợ trong cái việc đó là đưa những cái tin tức liên quan về các vấn đề môi trường lên cái mảng truyền thông, bởi vì hiện nay cái việc truyền thông về vấn đề môi trường là một trong những vấn đề mà các bạn cần phải biết và nhiều người cần phải biết. Và bên cạnh đó thì cũng có những cái hoạt động, ví dụ như là hiện nay khoa môi trường có một cái mạng lưới về câu lạc bộ cựu sinh viên môi trường Văn Lang với hơn 500 thành viên. Và hiện nay trong cái thời điểm mà chào mừng ngày môi trường thế giới ngày 5 tháng 6 thì khoa cùng với lại câu lạc bộ đang tổ chức một cái mùa giải đá banh, và đây là một, chắc chắn là một trong những cái hoạt động mà các bạn nam rất là thích. Và đó là một trong những cái sân chơi để các bạn có thể vừa rèn luyện được cái sức khỏe của mình mà vừa có cơ hội tiếp xúc với lại các anh chị của sinh viên để mở ra cho mình những cái định hướng trong tương lai và có các mối quan hệ mà sau này có thể hỗ trợ bạn trong công việc tương lai của mình. Hoặc là chúng tôi có những cái hoạt động mà liên ngành, ví dụ như là một cái buổi nhạc hội của ITSM, có nghĩa là buổi nhạc hội của khoa
cơ điện kỹ thuật nhiệt, khoa công nghệ thông tin, khoa công nghệ sinh học và khoa môi trường, thì chúng tôi lập ra để các bạn có những cái buổi nhạc hội mà các bạn có thể tận hưởng những cái giây phút mà đối với âm nhạc mà các bạn có thể cùng quay quần với nhau trong những cái bạn sinh viên thuộc khối ngành công nghệ kỹ thuật các bạn ha. Đó là những cái hoạt động mà các bạn có thể tận hưởng khi mà các bạn trở thành K28 của ngành thiết kế xanh cũng như là khối ngành công nghệ kỹ thuật của trường Đại học Văn Lang. Dạ, em cảm ơn thầy Lợi rất là nhiều. Nãy giờ thầy Lợi chia sẻ rất là nhiều hoạt động. Thì em không biết là phía thầy Tuệ thì đối với thầy thì đời sống hoạt động sinh viên của Văn Lang thì như thế nào? Thầy có thể chia sẻ để các bạn thí sinh biết thêm thông tin ạ. Và em được biết là hình như các bạn nhiệt lạnh cũng có hay tham gia các hoạt động thể thao đúng không thầy? Em nhờ thầy chia sẻ thêm ạ. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Thì các bạn thí sinh biết rằng là Văn Lang của chúng ta có 52 câu lạc bộ hoạt động rất mạnh ở trong trường. Thì ngoài những câu lạc bộ của nhà trường ra thì khoa ngành kỹ thuật nhiệt và khoa cơ điện máy tính cũng lập ra những câu lạc bộ cho các bạn. Ví dụ như là câu lạc bộ về học thuật thì chúng tôi có câu lạc bộ mô phỏng năng lượng. Thì trong câu lạc bộ đó các thành viên sẽ chia sẻ những kinh nghiệm sử dụng những phần mềm mô phỏng năng lượng với nhau và sử dụng hướng dẫn nhau để sử dụng và tập để thiết kế những công trình về mô phỏng năng lượng thực tế. Thì ngoài vấn đề về câu lạc bộ học thuật ra thì chúng tôi còn có những câu lạc bộ về thể thao, ví dụ như là câu lạc bộ bóng đá của ngành nhiệt lạnh của khoa kỹ thuật cơ điện và những câu lạc bộ về võ thuật để cho các bạn có thể là kết nối giữa các thành viên trong khoa và các thành viên giữa những trong trường với nhau. Thì ngoài ra thì các bạn thấy là chúng ta đều có những cái buổi văn nghệ để cho các bạn trong khoa giao lưu với nhau và giao lưu với các khoa khác. Dạ vâng, xin cảm ơn các bạn. Em cảm ơn phần chia sẻ của hai thầy rất là nhiều ạ. Và các bạn biết không, hôm nay thì Văn Lang Q&A đang quay trực tiếp tại studio, nhưng mà bên ngoài thì các bạn sinh viên Văn Lang cũng đang sinh hoạt rất là sôi động, cho nên là rất là mong các bạn có thể gia nhập đại gia đình Văn Lang để chúng ta cùng trải nghiệm đời sống sinh hoạt của các bạn sinh viên Văn Lang thì sôi động như thế nào các bạn ha. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã dành rất nhiều thời gian để cùng gặp gỡ các thầy cô để khám phá những ưu thế của ngành thiết kế xanh và ngành kỹ thuật nhiệt tại trường Đại học Văn Lang. Và trước khi kết thúc chương trình thì em xin mời cô Anh và thầy Tiến sẽ gửi một lời chúc đến các bạn sinh viên khóa 28 tương lai để các bạn chuẩn bị đầy đủ tinh thần để tự tin tham gia vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cũng như là lựa chọn ngành nghề trong tương lai của các bạn trong tương lai gần thôi. Dạ, em mời cô Anh sẽ gửi lời chúc đến các bạn thí sinh ạ. Cô đầu tiên là cô chúc các bạn có sức khỏe thật là tốt để mình có một cái kỳ thi thật là thành công. Tiếp theo là cô chúc các bạn sẽ lựa chọn được một cái ngành nghề phù hợp với bản thân và để mình có thể làm được cái điều mà mình mơ ước trong một cái tương lai gần 4 năm sau đó. Xin cảm ơn các bạn đã chia sẻ với cô trong cái một tiếng đồng hồ vừa qua. Dạ, em cảm ơn cô. Dạ, em mời thầy Tiến sẽ gửi lời chúc đến các bạn thí sinh ạ. Lời đầu tiên thì tôi xin cảm ơn các bạn học sinh và các bạn là hy vọng sẽ gặp các bạn là sinh viên K28 của trường Đại học Văn Lang ngành kỹ thuật nhiệt. Thế thì chúc các bạn có sức khỏe tốt, đạt được kết quả cao nhất trong cái kỳ thi sắp tới của các bạn ở kỳ thi cuối cấp. Còn chúng ta cùng tiến lên để đạt đến thành công trong 4 năm học. Ở trong cái ngành, những cái ngành kỹ thuật mà chúng ta nghe trong một tiếng vừa rồi, là rất hy vọng là gặp lại các bạn ở trường Đại học Văn Lang. Văn Lang sẽ cùng với các bạn để xây dựng một sự nghiệp. Dạ, em cảm ơn hai thầy cô rất là nhiều. Và các bạn ơi, câu chuyện về ngành nghề sẽ được tiếp tục lên sóng vào tối thứ ba hàng tuần trên fanpage trường Đại học Văn Lang. Và các bạn ơi, bên cạnh đó thì Văn Lang cũng mang đến cho các bạn một series hướng nghiệp mang tên là Let's Talk sẽ phát sóng vào tối chủ nhật hàng tuần. Và đặc biệt nhất là chủ nhật tuần này ngày 29 tháng 5, các bạn có cơ hội sẽ gặp gỡ các thầy cô của Văn Lang cũng như các anh chị sinh viên tại ngày hội Open Day. Hy vọng là chúng ta sẽ gặp nhau để chúng ta cùng tìm hiểu và khám phá nhiều hơn về ngành nghề tại trường Đại học Văn Lang các bạn nha. Xin hẹn gặp lại quý phụ huynh và các bạn thí sinh trong chương trình Văn Lang Q&A số phát sóng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.
xa gia đình đấy, muôn khó khăn còn đây. Cuộc sống giàu xa là biết đâu là nhà, xin chớ lo em à. Dù nhiều gian nan khôn khó muôn vàn, xin bạn luôn sẵn sàng. Dù nguy nan thách thức cơ hàn, xin bạn đừng hoang mang. Em hỡi, không một mình nhé, cùng sát vai kề vai. Sẽ có bao nhiêu người giúp em tươi cười, mà ước mơ vào đời. Và rồi vẫn lặng sẽ đến bên bạn, mang hành trang buồn. Bay về muôn nơi xa, cùng nhau ta.